Xin chào các em, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về vành đa thức. Nhưng tuy nhiên này, trước khi vào vành đa thức thì chúng ta sẽ phải ôn lại một chút về cái dạng bài về đồng cấu. Nếu như một cái F là đồng cấu và nó là đơn ánh hay toàn ánh, song ánh thì đồng cấu F được gọi là đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu. Cái này chúng ta cũng đã học từ trước. Buổi trước thầy giáo nhắc lại rồi. Đơn ánh, toàn ánh, song ánh thì nó là từ khái niệm từ cái việc là trong môn logic suy luận đếm nó định nghĩa rồi. Thực chất cái chữ đơn ánh như là cái ánh là ánh xạ ấy mà. Có gì đâu, cho nên là xuất xứ của nó là từ là ánh xạ. Thế nhưng mà cái quyển của chúng ta dịch là hàm đúng ra là ngay cái tên này nó là từ ánh xạ, đơn ánh, toàn ánh, song ánh. Thực ra ánh xạ với định nghĩa hàm nó như nhau. Nếu như mà F mà đơn ánh, toàn ánh, song ánh thì cái đồng cấu này nó còn được gọi là tương ứng là đơn cấu, toàn cấu và đẳng cấu. Trong trường hợp nếu như có một cái đẳng cấu từ một cái x sang y thì hai cái vành xy được gọi là đẳng cấu với nhau. Và chúng ta có cái định nghĩa như thế này. Cho xy bằng là hai vành, một cái hàm F đi từ x đến y được gọi là một đồng cấu vành. Nếu như với mọi x AB cộng x thì ta đều có là FA cộng B bằng FA cộng AB, và FA nhân FB bằng FA, FA B thì bằng FA nhân FB. Tương tự như vậy, chúng ta thay cái chữ vành bằng chữ trường thì chúng ta sẽ có định nghĩa là xy là hai trường. Một cái hàm F đi từ tập hợp x tập hợp y là một đồng cấu trường. Nếu như với mọi a b thuộc vào x ta đều có f của a cộng b bằng fa cộng fb, và fa nhân b thì bằng fa nhân fb. Nếu như mà cái định nghĩa như này thì nó rất là khó nhớ. Thế thì mình nhớ là như này, nôm na là cái đồng cấu trên vành hay là trường thì tương ứng là hai cái vành nó tương ứng rồi. Và vấn đề ở đây là nó bảo toàn phép cộng và bảo toàn phép nhân. Thế thôi, đơn giản. Bảo toàn phép cộng tức là f của tổng tổng f, f của tổng tổng f. Thế bảo toàn phép nhân là f của tích bằng tích các f. Thế thôi, dễ nhớ đúng không? Đấy, thì cái một với cái hai là dễ nhớ. Cái một thì là trên vành thì ta gọi là đồng cấu vành, còn cái thứ hai thì là trên trường thì ta gọi là đồng cấu trường. Thế thôi, được chưa nào? Rồi, trong trường hợp một đồng cấu, một đẳng cấu f đi từ x đến chính x thì người ta gọi là tự đồng cấu, hay còn gọi là hay là tự đẳng cấu tương ứng. Tự nó đi đến đâu, đến nó từ nó đến chính nó thì gọi là thêm chữ tự vào đằng trước vào. Một đồng cấu hay một đẳng cấu từ trường x đến trường x thì được gọi là một đến chính nó thì được gọi là một tự đồng cấu hay gọi tự đẳng cấu. Nó tương tự như trên thì mình viết ra tách riêng thành cái để mình học cho nó dễ. Ví dụ như sau, cái này trong giờ lý thuyết chúng ta cũng đã được nêu ra rồi, nhưng bây giờ thầy em nhắc lại và chứng minh. Thì không biết là thầy giáo trong giờ lý thuyết chứng minh như chưa, nhưng mà vì cái bài này nó là bài mẫu, nó có tính chất kinh điển, tức là các bài khác làm hoàn toàn tương tự, cho nên là chúng ta phải làm ở đây. Đấy, thì đơn giản thôi. Đây người ta gọi là đồng cấu không ấy. Đúng không ạ? Về sau nhé, đồng cấu không tức là biến tất cả các phần tử thành đồng, thành thành chính nó thì gọi là đồng cấu không. Thì chứng minh nó là một vành. Như vậy chúng ta phải chứng minh hai điều. Thứ nhất là nó đóng kín đôi phép cộng, và thứ hai là nó phải đóng kín đôi phép nhân. Tức là với mọi x và mọi y thuộc vào tập hợp bên trái, à, mọi x và x phẩy thuộc bên trái thì chúng ta phải chứng minh là f của tổng tổng f. Trong định nghĩa thì nó là AB, nhưng mà trong bài này nó là xy thì mình phải tương ứng. Đó, đừng học một cách máy móc. Nó là trong định nghĩa của nó là AB, mình bây giờ cũng cứ AB đấy, đấy. Thế như thế là chúng ta học kiểu đấy chúng ta chết. Chúng ta phải biết cái phép gọi tương tự hóa. Đó là. Rồi bây giờ thầy giáo sẽ trình bày bằng tay trước để các em quan sát cái tiến độ chốc. Quan sát cái tiến độ, cái phương pháp làm nó như thế này. Cái học mấy cái môn toán này phải rèn luyện cái kỹ năng tính toán và các thứ để sau này mình mới bên môn tin mình nó sẽ có cái ứng dụng là mình luyện được cái bên toán, cái kỹ năng trình bày diễn đạt như thế nào cho nó chuẩn. Môn toán hỗ trợ cho môn tin nhiều, những cái thuật toán nó đều ứng dụng là cái phân tích các tình huống, các kịch bản xảy ra là ở trong môn toán chứ. Bây giờ chúng ta cần trong cái định nghĩa của chúng ta là một cái f đi từ x đến y ấy, thì nó sẽ thỏa mãn là f của a cộng với b bằng fa cộng fb, tức là bảo toàn tích f của tổng f. Thứ hai là f của tích bằng tích các f. Bây giờ mình viết cái điều kiện đấy ra là mình làm thế thôi, có gì đâu. Bây giờ không ký hiệu a nữa mà ký hiệu là x. Với mọi x y thuộc vào x ta đều có nào
F của x đây là x phẩy. Soạn nó nhầm y sang bên phải em hiểu chưa? Thế thì theo công thức này là nó đồng nhất bằng không đúng không? Tất cả bằng không hết. Nhưng mà không y thì lại bằng không y cộng với không y. Đúng chưa nào? Rồi, thế không y ở đằng trước ấy, không y đằng trước thì chính là f phẩy là fx, còn không y đằng sau chính là fx phẩy. Tất cả đồng nhất bằng không. Như vậy là f của tổng f được chưa nào? Thế tương tự như vậy với tích thì là với mọi x và x phẩy thuộc vào x ta đều có là f của x nhân x phẩy. Theo công thức tất cả cái này bằng không hết. Nhưng mà không của y thì lại bằng không y nhân không y. Thì không y thứ nhất chính là fx và không y thứ hai chính là fx phẩy. À, như vậy là nó bảo toàn f f của một tích các f từ 1 và 2 ra suy ra cái anh này là đồng cấu vành, bài toán chứng minh xong rất là dễ dàng. Đấy. Cực kỳ dễ. Này chúng ta phải chuẩn bị kịch bản mà sau này mà thi tự luận thì trực tiếp chúng ta cũng cần được hết. Ở đây có một số bạn là đã xác định tư tưởng là chuyển học hôm lần đầu tiên thì là gọi thử nghiệm, lần thứ hai là trải nghiệm, lần thứ ba mới là thi thật. Thế chúng ta đặt mục tiêu chưa được tốt rồi, chưa đủ tốt rồi, chứng minh nó thế đơn giản xong xong xuôi ngon lành phải. Chuẩn chưa? Đấy, thứ nhất là đóng kín đôi phép cộng, thứ hai là đóng kín đôi phép nhân, tức là nó bảo toàn, quên, tức là f của tổng bằng tổng các f, f của tích bằng tích các f. Nói thế cho dễ nhớ, trường với vành, đồng cấu vành, đồng cấu trường giống nhau, ở đây người ta gọi là đồng cấu tầm thường. Tiếp tục. À, cho x là một vành bất kỳ, chứng minh rằng cái hàm id x đi từ x đến x là một đồng cấu vành, tức là biến mỗi phần tử x thành chính nó. Thì chúng ta quy trình chúng ta cũng làm hoàn toàn tương tự như trên, nó cũng phân tích ra thành ba điều kiện. Thứ nhất, hai điều kiện thứ nhất là với mọi x và x phải thuộc vào x thì cái f của x cộng x phải phải bằng f x cộng f x phải. Và điều kiện thứ hai là f của tích phải bằng tích các f. Thế là xong, vì đây nó là phép đồng nhất cho nên dễ. Với mọi x và x phải thuộc vào x thì ta đều có f của x cộng x phải theo định nghĩa là đồng nhất của chính nó này. Như vậy nó chính bằng cái này. Thế nhưng x cộng x phải, x thì bản thân là bằng fx vì đồng nhất. Ở đây thầy ký hiệu chữ f nhưng các em phải thay lại chữ hiệu chữ id, id để thầy quên thầy đánh máy sửa. Đấy ra sửa được. Nó là id, đề bài nó cho là id, nó không cho là id, mình cứ đi id ngược lại, đây phải là id, id cho chỗ để viết chữ y hoa, id, id, ở dưới cũng thế, phép đồng nhất, phép đồng nhất thì biến mỗi cái thành chính nó. Id dễ cực. Cái này nó cũng là một đồng cấu, à không phải đồng cấu tổng thường, không đúng, không phải đồng cấu tổng thường. Không phải đồng cấu tổng thường đâu. Rồi, tiếp tục, chúng ta phải chứng minh cái hàm f đi từ c đến c biến fa cộng bi thành a trừ bi là một đồng cấu vành. Cái này thì nó diễn đạt nó hơi lằng ngoằng hơn một chút là vì lý do là mỗi cái phần tử thuộc vào trường các số phức. Ở đây nó đang tính là vành thì đây nó cũng là đồng cấu trường ấy. Thì chúng ta mọi số phức thuộc vào mọi số x thuộc vào là cái số phức ấy, thì bao giờ nó cũng viết thành là a cộng với bi, ở đó a và b là những số thực đúng không? Thế đây đây gọi là ánh xạ liên hợp, tức là biến mỗi phần mỗi cái số phức này thành cái số phức liên hợp với nó. Mình cứ thuộc cái định nghĩa là mình là ngon lành thôi, cái gì đâu. Đấy, cái này chỉ có hai dòng ba dòng là xong, chuẩn chỉ luôn. Ánh xạ đồng nhất thì biến mỗi điểm thành chính nó, cho nên là biến x cộng x phẩy thành x cộng x phẩy, mà biến x nhân x phẩy thành x nhân y phẩy x phẩy. Nhưng mà con x đằng trước thì lại là id x, còn y x phẩy đằng sau thì là id x phẩy, thay vào là xong. Cái này nó không những là đồng cấu vành mà nó còn là đồng cấu trường. Chứng minh thì chúng ta sẽ lấy cái x mà thuộc vào c thì là x nó sẽ bằng a cộng bi, và x phẩy thì bằng a phẩy cộng b phẩy, y thuộc vào c
Thì khi đó thì f của tổng như này thì chúng ta sẽ lấy hai số phức cộng lại với nhau, chúng ta biết là phần thực cộng phần thực và phần ảo cộng phần ảo, đúng không? Học từ bé rồi, từ hồi lớp 12 rồi. Nên như vậy cái anh số đang màu vàng như thế nào là như vậy, là bằng cái số liên hợp của nó là a cộng a phẩy liên hợp, tức là trừ đi b cộng b phẩy y. Thế nhưng mà chỗ này sẽ tách ra cho cái thằng không phẩy đi với nhau, a cộng b à, a trừ b đi với nhau. Đánh máy nhầm, đây số cộng nhé. Nhầm sang bài khác, nhầm cái bài mà chứng minh nó đồng cấu là chứng minh. Đây là số cộng. À đâu, đúng rồi chị. Đúng mà, đúng mà, đúng mà. Ảnh của nó mà, ảnh của nó phải là liên hợp với mất. Đúng, xin là sửa lại nhầm. Đây theo định nghĩa của nó là ảnh là liên hợp. A trừ B, ở đây là A phẩy trừ B phẩy Y. Nhưng mà A trừ B thì chính là Fx, và A phẩy trừ B chính là Fx phẩy. Và như vậy chúng ta sẽ có cái đẳng thức thứ nhất. Đẳng thức thứ hai thì chúng ta lấy x nhân x phẩy. Theo quy tắc chúng ta nhân y với y thì bằng y bình phương, và y bình phương thì bằng âm 1. Cho nên lấy x nhân x phẩy nó bằng thế này. Rồi, sang bên phải thì nó bằng liên hợp. Tức là cái đằng trước phần thực giữ nguyên, phần ảo về thêm dấu trừ. Xong là nó thực chất nó chính là hai thằng này nhân với nhau. Không tin chúng ta nhân thử. Thực chất nó chính là hai thằng này nhân với nhau. Như vậy cái thằng đằng trước là fx và thằng đằng sau là fx phẩy. Như vậy f là đồng cấu vành. Đây thầy giáo gọi là đồng cấu liên hợp. Cái nó còn là đẳng cấu cơ. Cái này nó đang còn đẳng cấu đấy. Cái này à, không phải, không phải, không phải đẳng cấu, toàn cấu rồi, không biết có là đơn cấu. A cộng b bằng không, a bằng không, ô là đẳng cấu thật. Thì biến a cộng b thành a trừ b f0 thì rõ ràng là cả a cả b đều bằng không, như vậy nó là đơn cấu. Thế đơn toàn cấu thì là hiển nhiên. Cái này nó là cái đẳng cấu nha, sau nên cho nên bài này có thể hỏi là có thể nói là chứng minh đây là đồng cấu vành và chứng minh nó là đơn đồng đơn cấu và là toàn cấu, do đó là đẳng cấu. Tiếp tục à, bây giờ một cái loại khác à, chứng minh cái hàm f đi từ z đến zn à, đến zm, biến mỗi một cái phần tử một số số nguyên z thành à, số nguyên n thành cái lớp tương đương của nó n ngang.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chứng minh tương tự như ở trên thì chúng ta sẽ có là với mọi x và x phải thuộc vào bên trái mà. Bên trái là phải thuộc z đúng chưa nào? Thuộc z chúng ta đều có là fx cộng x phẩy thì theo đúng định nghĩa của nó là bằng lớp tương đương của x cộng x phẩy. Nhưng mà trong phần học lớp tương đương chúng ta học phép toán rồi. Lớp tương đương của một tổng thì bằng tổng lớp tương đương, như vậy chúng ta có cái này đúng chưa nào? Thế nhưng mà x cộng x ngang x thì x ngang ấy, thì là nó chính là gì ạ? Là fx, còn x ngang phẩy thì nó chính là f phẩy. Tương tự như vậy thì tích của nó cũng sẽ được là về lớp tương đương của một tích thì bằng tích cái lớp tương đương chúng ta đã học ở phần trước rồi. Như vậy nó là một đồng cấu vành xong. Hơn nữa cái này nó sẽ chúng ta có thể chứng minh được đây là một toàn cấu, nó không là đơn cấu đâu, nhưng chắc chắn đây là toàn cấu. Bởi vì với mọi cái lớp ở bên phải đều tồn tại, cho nên cái này thay vào cái câu này là chứng minh rằng đây là toàn cấu vành. Nhận xét thêm luôn. Vì thêm nhận xét này. Đồng cấu vành này còn là toàn cấu. Thật vậy, bây giờ chúng ta lấy mỗi cái lớp ở bên phải nhé. Với mọi y thuộc bên phải. Y thuộc vào bên phải, tức là đây là ZM đúng không? ZM hay ZN? ZM. Với mỗi y thuộc vào ZM thì chúng ta sẽ có, tất nhiên là nó thuộc ZM thì nó phải bằng một cái lớp tương đương nào đó. Mà lớp tương đương tồn tại N thuộc vào tập hợp các số tự nhiên hoặc thuộc Z này. Mà sao cho cái con Y này thì bằng bằng cái lớp X N ngang. N ngang, cái Y bằng N ngang thì khi đó thì F của N chính là bằng N ngang. Đúng chưa? Theo định nghĩa của nó thế mà, như vậy nó bằng y. Đấy, chứng tỏ nó toàn cấu thì xong rồi đấy, chứng minh toàn cấu dễ cực. Đấy, chứng minh xong toàn cấu. Còn cái thằng trên này là đẳng cấu này, đẳng cấu chứng minh, chúng ta chứng minh thêm nhé, chứng minh thêm, tự chứng minh thêm là đẳng cấu. Rồi đi thi người ta kể, người ta không hỏi như là những cái câu bài tập mà người ta có thể cài những cái câu khác chứng minh cái này là đồng cấu vành, có thể nó hỏi là cho đồng cấu vành luôn chứng minh nó đẳng cấu. Thế cái này đẳng cấu thì khi nào, thứ nhất là chúng ta phải tìm xem là cái này đẳng cấu vành, xem là nó có là đơn ánh hay không này, xong đó nó có là toàn ánh hay không. Toàn ánh thì đương nhiên chỉ cần lấy cái liên hợp của cái người liên hợp nó sẽ ra kết quả. Thế còn đơn ánh thì là f của a cộng bi bằng không, tương đương với a bằng không b bằng không, như vậy là F0 bằng 0 thế thôi, mỗi cái đấy là xong. Như vậy là sơ lược về đồng cấu vành với đồng cấu trường là chúng ta đã làm xong được chưa ạ? Và có thêm một số câu nói phụ ở đây chứng minh nó là cái anh này thì là đẳng cấu này, phép đồng nhất này. Anh này cũng là đẳng cấu này, nhưng cái anh này chỉ là toàn cấu thôi. Tính chất của đồng cấu vành, tính chất của đồng cấu vành thì là chúng ta có f của phần tử không thì bằng không, f của trừ a thì bằng trừ của f a, rồi ảnh của vành con là vành con, mà ảnh ngược của vành con là vành con. Thì cái này trong sách giáo khoa, trong tài liệu người ta không chứng minh, nhưng mà thầy giáo cũng chứng minh cho chúng ta là cái này. Chúng ta biết rằng là không y cộng với f không x thì nó bằng f không x theo đúng, tức là không cộng với a bằng a đấy, ở trong cái thằng y, trong tập y. Thế nhưng mà cái f0 thì, nhưng mà cái ô phần tử không của x thì nó lại bằng phần tử không của x cộng với phần tử không của x, cho nên là đương nhiên không thì bằng không cộng không, hiển nhiên hiểu chưa. Nhưng mà f của tổng thì bằng tổng các f, do nó là đồng cấu. Sau đó là trong cái vành y này có luật rút gọn đối với phép cộng, tức là a cộng với b bằng a cộng với b bằng a cộng với c, thì chúng ta sẽ suy ra b cộng b bằng c, thế là dùng rút gọn. Thì nhìn cái đầu và cái cuối thì chung nhau f0x. F0x đây này. Đấy. Giả nước đi thì cuối cùng được f0x là bằng 0y. Xong. Rồi, tiếp tục chúng ta biết là cái vec
cái FA và cái phần tử đối của nó chính là trừ của F3, hai thằng này cộng với nhau là bằng không ở trong y, bằng không trong y, nhưng mà không trong y thì lại bằng F không trong x, F không trong x thì lại cái không ấy thì lại bằng A cộng với trừ của A thì chả bằng không. Thế thế rồi tiếp tục nữa là cái này nó là F này nó là đồng cấu, cho nên chúng ta sẽ có F của A trừ đi A sẽ bằng F của A cộng với F của trừ A. Và lại tương tự như trên, chúng ta lại rút lấy cái đầu và cái cuối, rút gọn F3 hai cái, đây là F3 rút gọn này. Đấy, chúng ta sẽ ra là trừ của F3 để bằng F của trừ A. Như vậy chúng ta sẽ có cái này. Trông giống giống như định nghĩa hàm lẻ nha. Tiếp tục, cái thứ hai. Cái thứ hai chứng minh vành con này, nó chúng ta phải chứng minh ba điều. Thứ nhất là phải các rỗng. Thứ hai là bình thường là đóng kín đối phép cộng, nhưng ở đây chúng ta nó có tính chất là đóng kín phép cộng và nó bằng toàn nhân vô hướng, nhưng mà đây chúng ta gộp lại à không, tức là và phần tử đối cũng gộp, cho nên chúng ta sẽ gộp lại luôn, gộp lại luôn là đáng nghĩa là xét tổng của A phải thuộc F của nó thuộc, và cái thứ hai là chúng ta xét cái anh trừ nó thuộc, nhưng mà trong bài này chúng ta lấy luôn là A trừ A phải thuộc, bởi vì A nó là vành thì nó đóng kín, nó sẽ có A mà A phải đều thuộc A thì trừ hiệu của chúng sẽ thuộc. Khi đó chúng ta sẽ có B trừ B phải sẽ bằng cái này. Và như vậy là thuộc F3. Và cuối cùng là F của tích, một tích ở F thì làm như trên bảng. Đấy. Nên sử dụng như bằng thế này. Như vậy là con B nhân B phải nó cũng thuộc vào. Tức là nó đóng kín đối phép nhân. Đấy, từ 1, 2 và 3 suy ra nó là vành con của Y. Còn cái câu còn lại thì tương tự. Câu còn lại thì tương tự. Tiếp tục cái mệnh đề 2.2 ở đây là cho x, y, z là các vành và f đi từ x đến y rồi g đi từ y đến z là các đồng cấu vành. Khi đó hợp thành của f và g ký hiệu là g o tròn f là một đồng cấu vành. Đó, chứng minh luôn mày. Để chứng minh nó đồng cấu vành thì chứng tỏ chúng ta chứng minh nó bảo toàn hai phép toán, tức là f của tổng bằng tổng các f mà f của tích thì bằng tích các f, thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm theo viết tay trước để cho các em quan sát cái tốc độ làm và nó như thế nào, và cách làm nó như thế nào. Để chứng minh nó đồng cấu vành chúng ta chứng minh nó bảo toàn phép toán cộng phép toán nhân, có nghĩa là f của tổng bằng tổng các f và f của tích bằng tích các f, là f của a cộng với b thì bằng fa cộng fb, rồi f của a nhân b thì bằng fa nhân fb. Đấy, đồng cấu vành nó thỏa mãn hai điều kiện này. Thế thì bây giờ căn cứ vào đề bài cho chúng ta là nó là g hợp thành f. F hợp thành với G. Cho nên là chúng ta sẽ viết là gì? Tác động lên phần tử. Đây ta không lấy AB nữa mà chúng ta lấy X. Mọi X, Y thuộc vào tập hợp bên trái. Thuộc tập hợp bên trái tức là thuộc tập hợp X. Thuộc vào tập hợp X thì chúng ta có F hợp thành với G tác động lên phần tử X cộng với Y. Thì theo định nghĩa thì nó chính là bằng G của Fx cộng Y. Nhưng vì F là đồng cấu cho nên F của tổng bằng tổng các F, tức là bằng Fx cộng với G. Đây là do F đồng là đồng cấu. Nhưng mặt khác G bây giờ lại biến G lại là đồng cấu, cho nên cái F của một tổng lại bằng G của một tổng bằng tổng các F, bằng tổng các G. Như vậy là bằng GF tác động phần tử X cộng với GF tác động lên phần tử Y. Y. Thế như vậy cái đằng trước thì chính là GF hợp thành với G tác động phần tử X. Cái đằng sau là F cộng G, F với G hợp thành với G tác, tức là G hợp thành với F thì đúng hơn, đọc G hợp thành, đọc từ phải sang. G hợp thành với F hợp thành với G tác động lên phần tử Y
Như vậy là nó bảo tập hợp cộng chưa? Rồi. Đấy là với mỗi y thuộc vào tập hợp x ta đều có. Tiếp tục. Bây giờ tích của nó thì cũng là tương tự. Tích thì tương tự. Thì cái này nó sẽ bằng g của f tác động đến xy. Nhưng mà fxy thì nó bằng bằng fxy. À, fxy thì nó bằng fx nhân fy. Do f là một đồng cấu. Đúng chưa? Thế tiếp tục lại do g là một đồng cấu thì f của tích bằng tích các f. Như vậy chúng ta sẽ biết là g của tích sẽ bằng tích các f, tích các g. Như vậy g là fx. Fi tức là F hợp thành với G tác động lên phần tử X cộng với F hợp thành với G tác động lên phần tử X phải. Như vậy là các điều kiện trên là chứng minh rằng nó đấy chính là một đồng cấu. Đồng cấu đấy, như vậy là chúng ta nhớ nôm na rằng là hợp thành của một đồng cấu là một đồng cấu, của banh cũng được, của trường cũng thế, hợp thành của một, hai đồng cấu là một đồng cấu. Để theo đánh máy lại cho nó đẹp. Được chưa? Rồi, rất đơn giản đúng không? Tiếp theo là một cái mảng nữa là đặc số. Số. Đây là những cái bài đặc số này nó rất dễ kiểm tra và trắc nghiệm, mình không biết làm thế nào. Trước hết là chúng ta có mệnh đề cho x là một bạch giao hóa có đơn vị e khác một không, thì là cái tập hợp y bao gồm các phần tử có dạng là n nhân e, ở đó n là tổng z, thì là một nhóm con của nhóm cộng x. Rồi từ đấy nó mới đưa ra định nghĩa. Ở đây theo chứng minh lại. Với mọi số 0 thuộc vào Z, gọi với số 0 thuộc vào Z cho nên là 0x sẽ bằng 0 nhân với E thì thuộc vào Y. Bởi vì định nghĩa của Y ấy, thì là tập hợp có dạng là N nhân với lại E. Nhưng mà lấy N bằng 0 thì là 0 nhân E là chẳng bằng 0. Vậy 0x thì bằng 0 nhân E là bằng là thuộc về tập hợp Y. Chứng tỏ rằng Y khác rỗng. Bây giờ với mỗi x y thuộc vào tập hợp y thì đều tồn tại n n phẩy thuộc z sao cho x bằng ne và y phẩy x phẩy bằng ne n phẩy e, thì đó hiệu của chúng trừ nhau ấy. Kết quả nó sẽ được n trừ n phẩy thuộc z và n e trừ đi n phẩy e thì sẽ bằng n trừ n phẩy nhân e, nó cũng thuộc vào z, đã thuộc vào với anh y đấy, nó bảo toàn đấy. Như vậy từ 1 và 2 ta suy ra y là nhóm con của nhóm cộng. Tiếp từ cái nhận xét ở trên thì ta dẫn tới một cái định lý sau đây, cho x là bành giao án có đơn vị là 1. Nếu nhóm y bằng NE có cấp vô hạn thì x được gọi là một bành có đặc số bằng 0. Thế còn trong trường hợp mà anh này thì cấp n thì x được gọi là vành có đặc số bằng m. Trong trường hợp đặc biệt một vành x mà nó có đặc số bằng 0 thì m sẽ là số nguyên dương bé nhất sao cho m nhân với lại e là bằng 0. Ví dụ vành số nguyên, vành số hữu tỉ, vành số thực và số phức có đặc số không, còn vành z m với m lớn bằng 2 thì có đặc số là số nguyên dương, đặc số là số nguyên dương bé nhất sao cho m nhân e bằng không. Chúng ta có ví dụ là các vành số nguyên, vành số hữu tỉ, số thực, số phức đều có đặc số bằng không, trong khi đó vành zm thì có đặc số bằng m.
Bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem người ta chứng minh từ 1 cho đến 5. 1 là Z, 2 là hữu tỷ, 3 là số thực, 4 là số phức và 5 là cái cuối cùng. Ta xem là đố ai phát hiện những cái sai. Đây chỉ là hướng dẫn nhưng có thể nó sai nhé. Xin mời 28497. Hai tám bốn chín bảy Có Nguyễn em ạ, trả chào lời đi. chị. Cái một đúng hay sai nào, đọc kỹ không? Ta đang chứng minh bằng cái số nguyên Z là có đặc số là bằng không, tức là nó nhóm con y nó có vô hạn phần tử. Thế là đúng không? Đúng là câu trả lời chính xác, vì là chúng ta biết rằng là cái nhóm con của nó là y bằng n nhân 1, thế thì mỗi một số nguyên ấy, n thì đều viết thành là n nhân 1 được cả. Cho nên là mọi số nguyên n đều thuộc vào y, mà y bản thân nó là con của z, cho nên là hai thằng này nó bằng nhau. Mà y bằng z thì đương nhiên là y có cấp số vô hạn. Ta nói cả cái khác là z có đặc số là không. Tiếp tục số hữu tỷ. Xin mời 331140 à 134. Ba ba một ba bốn Nguyễn Tùng Dương bán 33941. Là có Và ý thứ hai là hướng dẫn giải này đúng chưa? dạ đúng rồi ạ. Đúng là câu trả lời chính xác. Cái cách viết của nó cũng hoàn toàn tương tự như ở trên, thì chúng ta sẽ dẫn tới được y là bằng z, y vẫn bằng z, nó có vô số phần tử, do đó cấp của cái con quy này là vô hạn, tức là nó có đặc số bằng không. Tiếp tục 341747, ý thứ ba, Dạ có. ý thứ ba là người ta giải thế đúng sai thế nào? Câu này là sai ạ. Câu này là sai, em thấy em sai ở chỗ nào? Cái câu cuối suy ra là R của đặc số bằng 0. Chẳng có đặc số bằng không, còn đặc có số gì, nó có cấp vô hạn, R có vô số phần tử, R có vô số phần tử, R nó còn là bố của Q, Q là bố của Z, Z Z là bố của N, tức là tập N là tập con của tập Z, tập Z là con của tập Q, tập Q là con của R, R này con của C. Những cái thằng thằng con thằng Z nó đã là cấp vô hạn này, thằng bố này là cấp hữu hạn, nó cấp vô lý. Tức là đôi ra là thế này nhé, tức đôi ra là chúng ta có cái kết quả là nếu như tập con, nếu như một vành con ấy, mà nó có đặc số là vô là bằng không ấy, thì cái thằng bố nó cũng có đặc số bằng không. Đấy, nhớ cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế để biết. Dạ vâng ạ, câu này đúng ạ. Như này này, tại vì sao, tại vì cái thằng con ấy, cái tập con, cái vành con nhé, nó có vô số phần tử rồi thì đương nhiên cái thằng cái vành bố ở ngoài nó cũng phải có vô số, nó sao có hữu hạn được, đúng không nào? Như vậy chúng ta có một chú ý rất quan trọng, đó là đấy, nếu một vành con có cấp vô hạn thì vành vành bố là vành gốc của nó đã cho cũng có cấp vô hạn, bởi vì thằng con nó đã có vô số phần tử thì làm sao thằng bố mà có ít hữu hạn phần tử ở đây được, đúng không? Tiếp tục, còn ngược lại cái thứ hai là nếu như mà cái vành vành ban đầu có hữu hạn phần tử, tức là có cấp hữu hạn, thì mọi vành con
đều có cấp hữu hạn. Đấy, nhận xét thế để biết lưu lại ngay sau giải. Như vậy con tiếp theo giải vẫn đúng, chưa thấy con sai gì đâu cả. Chết giả, nguy cơ đúng hết. Nguy cơ là con này đúng hết. Con 4 cũng thế nha, con đúng nha. Bây giờ đến con thứ 5. Con thứ 5 Nguyễn Thị Phương Trinh. Có Cái thứ mà 5 giải đúng. em thấy là cái này có cái là cấp hữu hạn. Cấp hữu hạn thì đúng rồi, nhưng vấn đề là hả? Nó sai á? Đúng ạ. ZM cũng đặt. Từ ban đầu là cho ZM có M lớn hơn bằng 2 thì ZM sẽ Cứ nói đi. M lớn bằng 2 là chứng minh đúng như ở ZM trên. sẽ có cấp hữu hạn. Và ZM có đặt số M. Cái ZM ý thứ năm cũng là đúng. ý thứ 5 mà đúng. Rồi, cảm ơn. Ấy, vừa đánh máy xong ghi bàn. Nếu một vành con có cấp vô hạn thì vành đã cho cũng cấp vô hạn, và nếu vành ban đầu có cấp hữu hạn thì vợ vành con còn được cấp hữu hạn. Sau này mình nhận xét theo kiểu trắc nghiệm nó nhanh hơn. Cái thằng con mà có cấp vô hạn, tức là có vô hạn phần tử rồi, thì thằng bố đương nhiên phải có vô hạn phần tử. Thế mà bây giờ anh bố mà có hữu hạn phần tử thì cái anh vành con của nó cũng sẽ có cấp hữu hạn. Đấy, nhớ chi tiết như thế. Trong trường hợp đặc biệt nếu x là một nguồn nguyên và có đặc số m khác không thì m phải là số nguyên tố. Và ngoài ra có cái chi tiết là mọi trường thì đều có đặc số. Mọi trường có đặc số bằng không thì đều chứa trường con đẳng cấu với q, và mà trường đấy có đặc số p khác không thì đều chứa một trường con đẳng cấu với zp. Cái này là chúng ta công nhận. Bây giờ tiếp theo là bắt đầu mới đến nội dung là vành đa thức này. Phải nhớ là định nghĩa và phép toán của nó thì chốc làm bài nó mới hiểu được. Định nghĩa và phép toán thầy giáo viết bố trí lại cái slide một khác ở trong giờ viết một chút. Thế như này mới gọi là định nghĩa. Phép toán của nó phải thế này. Đầu tiên định nghĩa một đa thức là thế nào, và một cái là hai cái bằng nhau là như nào. Hai cái bằng nhau. Ví dụ như nếu viết là k đóng mở ngoặc, k đóng mở ngoặc có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái đa thức đối với x thì nó lấy hệ số trên trường k, nó lấy hệ số trên k, có nghĩa là a không cộng a một x cộng a chấm chấm cộng a một a n nhân x mũ n. Đấy, a y chạy thuộc vào k với mọi y chạy từ 1 đến n, n thuộc này. Tất nhiên là cái con n này nó có thể là mũ 5, có thể mũ 7, mũ 9 vân vân, mũ 6 vân, chứ không phải là cứ một cái n nó cố định nhé. Đây là n bất kỳ, nguyên là thuộc tập hợp số tự nhiên bất kỳ. Rồi hai đa thức bằng nhau nếu mà chỉ nếu các thành phần tương ứng bằng nhau. Ví dụ như trong bài này là thì ta hoàn toàn có thể coi là n, thì khi chúng ta lấy ở đây là p là gì, là nhỏ hơn hoặc bằng min của m và n, thì nó sẽ viết được ra như này. Hai đa thức bằng nhau là thành phần tương ứng nó bằng nhau, người ta gọi là phương pháp đồng nhất hệ số chính là nó. Nào bây giờ ví dụ đơn giản là khi lấy k là bằng r thì chúng ta sẽ có là cái fx bằng 5 trừ đi căn 2 x bình, và gx thì bằng 5 cộng 0x cộng với căn 2 x bình cộng với 0 x mũ 3. Thì rõ ràng là những cái con nào mà có 0 thì chúng ta bỏ nó đi, lược bỏ nó đi. Thì con này bằng 0 biến mất. Con này bằng 0 biến mất. Ức ở nhầm dấu. Cái này bằng nhau sao đằng? Ví dụ thế quái là gõ nhầm dấu. Bây giờ dạy các em mà nó phát hiện ra nhầm dấu trong bản gốc của nó cũng nhầm dấu, trong bản gốc của nó cũng nhầm dấu. Chờ đi, thôi kệ, bản gốc tự sửa. Ấy, ôi, chưa sửa. Cái chỗ này phải là trừ căn 2 nó mới theo trên. Trong giờ lý thuyết thầy giáo không để ý.
mình cũng không để ý đâu, bây giờ ngắm lại giải thích cho các em và nó mới phát hiện ra là đánh nhầm dấu. Rồi, đã sửa lại đúng. Thế là hai thằng này nó bằng nhau. Bây giờ một câu hỏi các phép toán trên K. Đấy, nó phải định nghĩa như này. Cho hai ra thức này bậc nào mà nó có thể khác nhau. Thế nhưng mà khi chúng ta định nghĩa, chúng ta có thể lấy là coi như là M lớn bằng N thì định nghĩa như thế nào? Thầy giáo điểm danh tiếp nhé. 35078 Có Phùng Đại Dương ạ. 36068 36068 Nguyễn Minh Hiếu vắng, 37029 vắng từ đầu, 37315, Có Lê Thị Bích ạ. 37353 Có Đào Thị Liên ạ. 37756 37756 Nguyễn Duy Thành vắng, 37781 37781 Nguyễn Thế Hải vắng, 37859 Có cái rồi. 37873 37873 Nguyễn Lê Bách vắng, 378 38355 Có ạ, Vũ Nhật Minh ạ. và 38388 Có phải anh nhau ạ. 38573 Có ạ, Nguyễn Đức Toàn ạ. 38582 bạn lại nghỉ từ đầu. Nghỉ lâu rồi không phải nghỉ từ đầu. 385 38947 Có Nguyễn Thế. và 390330 Có Nguyễn Đức Toàn ạ. 39310 Có Nguyễn Hòa Đình ạ. 39427 Có Nguyễn Anh Huy ạ. và 39396 97 tắm từ lâu rồi, 40091 Có Hoàng Trọng Thế Hiển ạ. và 40166 40166 Lương Trà My ván, 40278 Có em Hoàng Anh Minh ạ. và 40381 40807 Có đoạn hàng. và 40851 Có Bùi Trung Đức ạ. và 40107 nghỉ từ đầu, quên cái ngồi chờ một chiếc xe 41044 Có Thắng Sơn ạ. và 41090 Dạ có vị trí mình ạ. và xong. Nghỉ nhiều nhỉ, vắng nhiều nhỉ. Nào bây giờ chúng ta tính tổng tích hai cái này trên ZX. Các thầy trên để danh Đó, ai đấy? A33134 Vào lâu chưa? em vừa mới vào em ngủ quên mất. Quên mất, tính vào muộn cho nhá. À. Chứ đúng là bây giờ là
Rồi chúng ta làm phép toán cộng cho công nhân hiện nay ra thức gì? Thầy ơi, tối nay kiểm tra bài số 2 không thầy? Đi tối nay thôi. Tối nay có bài kiểm tra đấy, để ý vào. Tôi đi lấy cái trạng thế. À, trên Z đấy thì chúng ta cứ thế nhân vào thôi, không vấn đề gì đúng không? À, cộng có nhân không vấn đề gì. À, đưa ra ngay kết quả. Ở đây thì người ta viết là mũ giảm dần, có thể một số trường hợp người ta sẽ viết mũ tăng dần. Tuy nhiên đấy là trên Z, ZX. Thế còn trên 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 Z7 thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Xin mời. Trên Z7. Ở đây thì chúng ta sẽ kết hợp hai cái phép toán, một là nhân và sau đó, nhưng mà chúng ta phải làm trên cái Z7, tức là chúng ta lấy phần dư thôi. À, thì đây nó sẽ
nó quy ước là nó vẽ trên Z7 nhưng nó không biết là cái lớp là x đây là một ngang mà nó cứ ghi là 1 4 5 ra. Đấy là cái chỗ mình không quen so với các chương trước. Nhân bình thường không vấn đề gì. Nhân xong con nào lớn hơn 7 lấy phần dư của nó. Như vậy là chúng ta sẽ lấy 1 cộng với 4x này cộng với 5x bình này cộng với 5 cộng với 3x này. Đấy, thì bình thường là chúng ta sẽ số tự do ta cộng với nhau này, 1 cộng với 5 này, là 6 này, 4 cộng với 3 là 7, cứ từ từ bình tĩnh. Còn 5x bình này, cái sau đó thì những cái thằng nào mà lớn hơn hoặc bằng 7 là chúng ta phải lấy cái phần dư thôi. Đấy, vì đang xét Z7 mà. Z7 nó ra khác và Z6 nó ra khác nhé. Như vậy ví dụ đây trong Z7 thì cái con 6 vẫn là con 6, trong con 7 này thì là 0, đúng chưa nào? Như vậy là nó sẽ là 6 cộng với 5x bình. Đấy, cái này là trong Z7 thì được. Đây là ví dụ về F cộng với G. Bây giờ G bình phương thì tức là 5 cộng với 3x tất cả bình. Cái này thì nó bằng cái gì nhỉ Nguyễn Văn Hiệp? Điểm danh xong mà ngủ luôn ạ. Toán tin học hay lắm, học kiểu này thì rất dễ đi. Nguyễn Văn Hiệp gọi không trả lời tính là vắng. Phùng Đại Dương có tính g bình phương x chín x bình xin định bình, cứ tính bình thường rồi sau đó chúng ta quy về cái hệ sau tiếp tục cộng với 30 30x rồi cộng với 25 25. Bây giờ phải viết gọn lại trong Z7. trong Z7 thì sẽ bằng là cái này như là bằng không 9x bình mà lại bằng 0 được, mẫu này giỏi thật. một chín và chín x bình Sao bằng 9x bình? Lấy phần dư mà. 9 chia cho 7. chín chia cho 72 ăn thứ hai Được 1 dư 2. Tiếp. 30 chia Chia cho cho 7. bảy là chín Sai. Chưa đúng, chưa gọn. chín hai hai Đúng rồi, anh 30 mà chia cho anh hai thì được chia cho 7 thì được là dư 4, à thương là 4 dư là 2. Tiếp tục. năm bảy bốn 37 21 dư 4 đúng rồi. Đấy, thế thôi, có gì đâu, làm thế là rất đơn giản. À, cuối cùng nha. Cuối cùng là xem nào. Đào Thị Liên. F nhân G. có Em đây là một cộng đầu tiên cứ nhân bình thường đã nhá, cứ làm theo quy tắc giáo dạy là ổn, nhân bình thường trước, sau đó rồi bắt đầu với cứ thằng nào lớn hơn bằng 7 thì chúng ta cứ chia ra cho nó bỏ đi thì lấy phần dư thôi. Ở đây được năm cứ nhân bình thường trước đã nha em nhé. đây Hả? Đợi gì nhân luôn đừng đợi gì. thầy ơi Hả? em Nguyễn Văn Hiệp có em vừa chạy ra ngoài em lấy đồ em chạy vào Chạy vào thì đánh dấu là vắng rồi. nhưng mà em bảo từ đầu giờ mà em vừa mới ra em lấy thì đồ em vào luôn Thế à, khổ nhỉ, lúc đúng lúc điểm danh như lại không có. vâng thì thầy tính lại cho em vậy ạ
Được rồi, lần sau mà tái phạm cho thằng vắng luôn. Nào tiếp Rồi tục đáp đấy án em. Rồi, bạn nữ nào tiếp đi. là 5 cộng với 23x. Tôi làm gì mà nhanh thế? Ba ấy kìa. 23. Làm gì mà nhân nhanh thế? Nhân bình thường đấy. 5 cộng 13x. Tiếp tục. Cộng 20x. Cộng 12x bình. Đúng rồi, cứ từ từ làm tắt là nguy hiểm. Cộng 25x bình. Cộng 15x mũ 3. Đúng rồi. Viết gọn lại. Sau đó là tính sau. Rồi, bây giờ quy về hệ số nó chỉ chạy từ 0 cho đến 6 thôi. Làm nào, thế làm nào? Vì đem chia cho 7 mà thì nó chỉ dư từ 0 đến 6. Tiếp đi em. Đây là 2x, 5 cộng 2x. 5 cộng 2 chính xác. Cộng 4x bình. Ồ, cái này chia được 4 à? Ở đúng rồi, 28. Rồi, tiếp tục. X của bạn. X mũ 3. Rồi, bài toán được giải quyết xong. Đấy. Cái bài trên thì nó đơn giản, nhưng bài này thì nó gọi là mức độ 2. Tức là đầu tiên là chúng ta nhân với nhau trước, sau đó chúng ta chỉ lấy cái phần dư, tức là chúng ta lấy lớp tương đương mà thì nó không ghi gạch trên đầu, mình không quen. Cách làm nó rất đơn giản. Kiểm tra đáp số đúng nha. 5221. 5221. Ôi giời ơi, thế chứng tỏ là lời giải ở trên là sai. Mình giải chuẩn đấy. 5221 ở đây là giải 237. Không biết họ giải sai sao, đúng không? Mình giải đúng đúng không? Thế là mình nhân nhầm à? Mình nhầm à? Tôi chết rồi. Tại vì con số 25 kia viết giống như 20 cả. Thế thì 7, 4, 9, 36 còn 1x bình thôi. À đâu nhầm, chia cho 7 mà nhỉ, quên rồi, nhầm. Chia cho 7, 37 chia cho 7 thì được mấy? Được hai. Sao 37 chia cho 7 được Dương 2? Dương hai. Được mấy? Dư mấy? Dư 2 thì đúng rồi, nhưng mà được mấy? Năm thứ hai ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thế này họ làm đúng nhưng mình làm sai. Đấy, sơ ý là viết cái còn 25 chữ xấu quá, cuối cùng cộng nhầm. Xong. Đấy. Loại bài này rất là dễ. Bước 1 các em cứ nhân nha. Bước 2 chúng ta bắt đầu chuyển xuống. Nhân cứ từ từ, không đi đâu vội cả. Bài này mà câu hỏi trắc nghiệm là hay. Rất dễ, nhiều nhiều người nhầm. Rồi, chúng ta có cái định lý sau đây, cái cùng với các phép tăng cộng chúng ta nhân ở trên là một vành giao án có đơn vị. Trong đó phần tử 0 của kx là số 0, còn gọi là đa thức 0. Phần tử đơn vị của vành kx lại là đa thức 1, tức là nó đồng nhất bằng 1. Tất cả chỉ bằng 1. Tiếp tục. Cho x, kx là một vành đa thức ẩn x trên trường k. Nếu mình cũng không hiểu tại sao trường ở đây nó lại ký hiệu là chữ k, hay là người viết sách tên là k ấy. Thực ra trường ấy, hoặc là ký hiệu chữ f, f là viết tắt của chữ phi, phi thì là trường. Không hiểu sao tài liệu này ký hiệu là k. Vành thì cũng không phải, vành thì nó ký hiệu là chữ ring, thì nó chữ r, à chữ r nó lại sợ nhầm mấy chữ tập đọc cái số thức. Cái vòng ấy, cái vòng tiếng Anh như nào thì vòng thì vành nó như thế. Rồi, nếu như trong trường hợp mà a n mà khác không thì được gọi là n, được gọi là bậc của fx, ký hiệu là n bằng deg, là nó viết tắt của chữ degree, degree degree, gọi là bậc. Không hiểu tại sao ký hiệu là bậc là chữ r. Đấy, trong trường hợp nếu fx đồng nhất bằng không, người ta gọi đa thức không, thì chúng ta quy ước là bậc của nó là âm vô cực. Có một số sách thì lại gọi bậc quy ước, nó gọi là bậc không, thế nó mới đều. Có sách thì quy ước là bậc bằng không, tức là sách. Còn một số trường phái thì nó ký hiệu bằng không, một số trường hợp phải ký hiệu là âm vô cực.
Thế nên là khi mình đọc cái này mình phải để ý cẩn thận. Đọc tài liệu nào thì phải xem cái tài liệu ấy. Được chưa? Rồi. Chúng ta có cái mệnh đề sau đây: nếu K là một vành và Fx là Gx là hai cái đa thức trên cái x, thì bậc của tổng sẽ nhỏ hơn hoặc bằng mắc của cái hai cộng lại. Thế bậc của tích thì sẽ nhỏ hơn hoặc bằng các bậc. Tại vì cái đây nó nói chung ở trên trên K, chứ còn trên RX thì hiển nhiên là sẽ giống bằng nhé. Ví dụ như ở trong Z gọi là con Z6 hay Z7 đúng không? Z7 thì ít, Z7 thì nó bật đúng bằng, còn nhưng mà cái con Z là ví dụ Z6 chẳng hạn. Rõ ràng là 2 và 3 nó đều khác không, nhưng nó nhân nhau thì nó bằng không. Đấy, thì cho nên là cái này phải giống nhỏ hơn nó bằng. Là như thế. Nếu như K đây là vô hạn thì đương nhiên là đét của một tích y bằng tổng cái đét. Nhưng mà bằng cách, nhưng mà nếu như mà cái con đấy nó không phải là con, không phải đặc số vô cùng, không phải là đặc số vô hạn đấy, không phải là tập hữu hạn, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ có dấu nhỏ hơn thực sự. Ví dụ nhỏ hơn đồng bằng, có dấu bằng và cũng có thể là dấu nhỏ hơn. Ví dụ trong Z6 thì chúng ta lấy cái hệ số cuối cùng của anh đầu tiên bằng 2 và hệ số cuối cùng của anh thứ hai bằng 3, thì rõ ràng là 2 và 3 đều khác không, nhưng nhân với nhau thì lại bằng 6. 6 ở trong Z6 nó bằng không, cho nên là bậc nó sẽ giả đi là như thế. Lúc đấy là nhỏ hơn thực sự, theo ý nó nói nhỉ. Đấy, tiếp tục phép chia hay đa thức hay là nghiệm của đa thức. Cho K là một trường Fx Rx thuộc vào K x, khi đó tồn tại duy nhất hai đa thức Qx và Rx thuộc K sao cho là bằng này. Trong đó bậc của Rx thì phải là nhỏ hơn hoặc bằng bậc của Gx. Cái định lý này hoàn toàn tương tự như định lý phép chia với dư ở trong tập hợp các số nguyên. Hoàn toàn tương tự. Ở trong cái định lý ở trên thì chúng ta sẽ gọi cái con Qx là tương ứng là thương, còn Rx là dư của phép chia Fx cho Gx. Trong trường hợp đặc biệt nếu mà Rx mà bằng không thì ta nói rằng là Gx chia hết cho Fx chia cho hết cho Gx, và Gx được gọi là ước của Fx, hoặc là Gx chia hết Fx, không có chữ cho đâu nhá. Fx chia hết cho Gx thì nó là như thế. Còn bây giờ là G chia hết Fx, có rất nhiều bạn học định nghĩa không kỹ, nó bảo là G chia cho chia hết Fx thì bảo nó sai. Tức là thực chất của như này, tức là Gx là ước của Fx, nhưng mà nó có một cái từ đồng nghĩa là chia hết, không có chữ cho nhé, chia hết Fx. Đấy, ký hiệu như trên bảng Fx chia hết cho Gx là dấu ba chấm thẳng đứng, hoặc là Gx là ước của Fx, ký hiệu như trên bảng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép chia này. Cái này quay trở lại cái bài toán học hồi lớp 8, tìm thương. Bài này trả hồi lớp 8 làm gì cả. Bài này từ hồi lớp 8 thực hiện phép chia này. Trong sách giáo khoa nó viết hùng hồn như thế, nhưng mà sao mà được viết, được phép viết như thế. Mình phải thực hiện phép chia. Sớm hơn tí.
Thầy ơi, cho em nghỉ sớm đi tiêm không thầy? Anh tiêm xong sốc rồi anh về anh ấy, chụp cho tôi cái tiêm nhá, đừng có bảo là nghỉ sớm, cuối cùng là không phải đi tiêm thật đâu, Vâng. gửi tin nhắn riêng nhé. Vâng. Có tên là gì nhỉ, tí lại gọi quên đánh dấu quắn chứ, tên gì đấy hay ao rồi. Nào bây giờ ta thực hiện phép chia nhá, chia bình thường như là cân đường hộp sữa như hồi lớp 9 rồi đấy. Lớp 8 lớp 9 là học có phép chia. Trên tập số thực thì chia nó dễ, còn trên tập z mấy chia nó mới dễ nhầm, phải vay thêm các thứ ở Mỹ. Cách chia mà hồi cấp 2 chúng ta làm ấy, là chúng ta sẽ viết cái đa thức sắp xếp từ nhỏ đến lớn, mũ từ nhỏ đến lớn ở bên trái là cái fx, xong là cái kia là bên phải, xong là lấy cái lũy thừa cao nhất chia cái con này chia cho con này thì được x nhân ngược trở lại là x mũ 4 trừ 6x mũ 3 cộng x bình trừ đi. Trừ đi thì được cái dề Bùi Trung Đức. Có Chia trừ đi em. Tập như kiểu hồi trẻ con làm ấy, không chủ quan đâu nhé, bài này nó liên quan đến 6 đến 7 đến 8 9 trừ đi 8x mũ 3 8 x mũ 3 đúng rồi. trừ đi cộng Cộng với với x bình à, trừ trừ đi x đi bình cộng trừ đi bình bình trừ đi x cộng rồi vẫn sáu cộng 6 hạ 6 được, nhưng đúng ra là chưa cần hạ. Rồi tiếp tục chia này được mấy nào, được mấy đây, lấy cái này chia cái này tiếp. được 8 ạ. 8 nhân ngược trở lại nha, 8x mũ 3 trừ đi 6 8 tiếp tục đi. Ôi anh nhân l già l giờ này thì chết, dân toán tin mà nhân chậm đấy. Này đang đi lấy máy tính à, không thuộc hồi không thuộc bảng chữ trường. 6848 như vậy trừ 48x bình cộng 8x trừ d, cái này là còn bao nhiêu, 47x bình, 47x bình trừ trừ 9x cộng 6 đây Không cho sao. đây là phần dư này, còn đây là thương này đúng chưa nào. Vâng. Như vậy chúng ta sẽ viết được như sau này, x mũ 4 cộng 2x mũ 3 trừ x cộng với 6 bằng thương nhân với số kia, x cộng 8 nhân x mũ 3 trừ 6x bình cộng x cộng với phần dư là 40 mấy đây, 47x bình trừ đi 9x cộng với 6. Đấy, thế là bài toán giải xong. Được chưa? Kiểm tra nào số nha, xem đúng nha, chắc đúng rồi. 4 4 7 9 trừ 9 6 4 7 trừ 9 6. Ui giời, quá chuẩn. Chắc là đúng rồi. Rồi, đấy là xong. Đấy, làm giống cái kiến thức cấp 2, lớp 8, lớp 9 nhỉ. Tôi đặt ngại nhất là trong Z này này, cái này chia mới chết, cái này chia mới dễ nhầm. Cái ví dụ của người ta nó có rất, mục đích của nó rất rõ ràng, cái trên làm cái gì bây giờ làm cái gì bây giờ, mà nếu mà chia mà nó bé hơn tầm vay vay thêm nha. Trong trường hợp hệ số đầu mà bé hơn cái hệ số của kia thì phải vay, vay bằng cách nào, cái này là mức độ 2, mức vừa nãy là mức độ ruồi, mức độ 1.
Bây giờ chúng ta xét ở trong Z5 thì quá trình chúng ta sẽ làm như sau: x xì mũ 3 cộng với x cộng với 3 mà chia cho 3x bình cộng với 4x cộng với 2. Thế thì chúng ta chia đây, chúng ta không thể lấy phân số ở đây là 2/3 đây được, không được phép lấy thế này. Không được phép lấy, đây là ở trong trong không được lấy, không được làm như thế, bởi vì ở đây trong Z5. Trong Z5 các hệ số nó chỉ là 0, 1, 2, 3 là 4 thôi. Anh viết 2/3 phát là cho 0 điểm luôn tức thì. Đấy là khác biệt trong Z5 với lại trong RX nó khác. Thế thì bây giờ khi lấy con 2 nó bé hơn thì mình phải vay thêm. Thế nào để cho mình chia được, chia cho 3 được. Thì là cộng với 5 2 cộng với 5 là 7. Chưa chia được cho 3. Cộng với 5 tiếp. Cộng với bao giờ mà chia hết thì dừng lại. Đoàn Tuấn Khang chia tiếp. À, có em ạ. Ừ, chia đi. Thầy giáo nhắc lại nhá, nếu mà con số nó bé hơn này hoặc nó không chia hết này thì mình bắt đầu cộng dần lên. Cộng lần thứ nhất chưa chia hết thì cộng tiếp rồi, bao giờ nó chia hết cho cái số thì dừng lại. Nghe rõ chưa? Em rõ. Ừ, thì bây giờ con 2 thì nó bé hơn con 3 không chia được. Lấy 2 mà chia cho 3 không được, vay thêm 3. Vay thêm 5 vào. Vay thêm 5 vào thì nó mới là 7. 7 có chia cho 3 không? Bảy có, bảy chia ra được hai. Thế mà chia hết à? À, phải chia hết ạ. Tất Bảy nhiên cái hệ số đầu tiên mình chia hết gì. thế thì bảy không chia được ba, Thế thì thì vay tiếp năm nữa 12, 12 chia ba được 4 ạ. đúng rồi, như vậy chúng ta sẽ viết ở đây là 4 nha. Có cái này là mình sẽ lấy là bao nhiêu nhỏ, 12x 3. Đấy. Tiếp tục. Nhân ngược trở lại. Nhưng mà sửa lại là 4 x 3 là 12, 12, 12x bình cộng với cả 16x cộng 8. Đấy, viết thiếu. Thế nó viết thiếu mình cũng viết thiếu luôn. Cậu 4x thì sẽ là 12 x 3 cộng 16x bình cộng 8x. rồi xong rồi trừ đi, nhớ như thằng này Thế là nó, là thằng đây là nó cũng bất bằng cái dưới này. vâng, sẽ là trừ 16x bình trừ 8x. 8 á? Thế con này ở đâu? Chữ 7 cơ. Chữ 7. Hạ nốt con 3 xuống. Cũng 3. Rồi bây giờ lại lấy 16 chia cho 3, nó có chia hết không? Trừ 16 chia 3. 16 biết 3. Không chia hết đâu, đúng Vay không? 5 là 21 chia 3 được 7 ạ. Vay 5 thế là đi trừ đi 5 chứ. Vâng, trừ 5 thì làm Là trừ 21 11. đúng không? Trừ 21 là chia hết chưa? Chết ạ. À thế sao mình không hạ nó nhỏ xuống nhỉ? Trừ 16 thì hạ nó nhỏ xuống đi. Trừ 16 hạ nhỏ xuống làm Là trừ 11 ạ. hạ nữa đi. Trừ 11 thì trừ 5 là 6. Đúng rồi. Trừ 6. Nó chính là bằng trừ 6. Chia cho nó dễ. Nào, bao nhiêu nào? Trừ 2 Đúng rồi, nhân ngược lại nào. sẽ làm Trừ 6x bình, đúng không? 6x trừ 8x trừ 4 ạ. Rồi, bây giờ trừ đi. Tất 8x. nhiên, con đầu tiên là không rồi. Sao lại 8x? Em nhìn cái trên trừ cái dưới chứ. Vâng, 7 7 trừ 8 là 7 trừ 8 là 1x ạ. 1x được rồi, được rồi, tiếp tục. X cộng 7 ạ. 7 nhưng mà trong Z đang Z Z5 nhá. Trong Z5 thì con này bằng cái gì? 5 thì sẽ là x cộng 1. Sao lại cộng 1? Z5 thì là x cộng 2. X cộng 2. Rồi, như vậy là thương ở đây, dư ở đây được chưa? Đấy, như vậy là chúng ta có như này. Nó hơi khó chia so với cái bình thường. 2x mũ 3 cộng với x cộng với 3 sẽ bằng 4x trừ 2 nhân với 3x bình cộng 4x cộng với 2 cộng với phần dư là x cộng 2. Bài toán được giải quyết xong. Đấy, nó phức tạp hơn bài toán ở trên kia là phải dùng vay thêm. Bao giờ cho đến chia hết thì mới dừng lại. Nó có thể cộng thêm, có thể bớt đi tùy nhé. Linh hoạt xử lý, thầy giáo dạy thầy bảo cộng đến lúc làm bài nó lại trừ.
Tại sao lại nó lại không giống đáp số? Đố biết. Tại sao lại không dám nó giống đáp số? Đố biết. Tại sao nó không dám nó không giống đáp số của chúng ta? Đố biết. Hình như nó vẫn bằng thế. Tại sao nó lại không giống đáp số? 4x trừ 2, đúng rồi. 4x trừ 2 tức là 4x trừ 2 chính là 4x cộng 3 là gì đó, trong Z năng bằng nhau còn gì đó, tức là trông thì khác nhau nhưng mà thực ra là bằng nhau. Có hiểu ý nào nói nhỉ? Trông khác nhau thực chất là bằng nhau. 4x trừ đi 2 thì chả là 4x cộng với 5 còn gì nữa trong Z năm. 4x trừ 2 này này chính là bằng 4x cộng 5 à, cộng 3. Rồi, như vậy bài toán được giải quyết xong. Quên dấu trừ phải chuyển nốt để dấu cộng cho nó xong. Chỉ lấy từ 0 đến 5. Từ 0 đến 4. Đấy, như vậy bài toán được giải quyết xong một cách ngon lành. Nên nhớ cách thầy giáo dạy, trong trường hợp nó chia không hết thì phải làm gì? Quay lên, quay thêm, quay thêm, quay thêm. Ở đây người ta chú thích cái này thì kệ người ta. Mình giải theo kiểu quay thêm nhé. Quay thêm, quay thêm. Để cho dễ hiểu. Lúc thì ta bay thêm, lúc thì ta bớt đi, nói dấu cộng thì bay thêm, dấu trừ thì ta bớt đi, âm nó nhỏ nhỏ thì ta bớt đi. Xong cho f x ấy là hai đa thức trên trường k, hx được gọi là ước chung lớn nhất của f và g nếu nó là đa thức có bậc lớn nhất trong tất cả các ước chung của f và g. Rồi chúng ta có một số tính chất nữa là nếu h là ước chung lớn nhất của f và g thì m nhân với h, m khác không cũng là ước chung lớn nhất của f(x) và g(x). Có thể tìm ước chung lớn nhất của hai đa thức bằng thuật toán Euclid giống hệt như Xuân Nguyên. Nào, xin mời. Cái này chỉ làm trên trường chính thức thì nó nhanh như làm trên Z5 nó làm bé. Xin mời.
Rồi, như vậy là chúng ta thực hiện như sau. Rồi. Vẫn phải thực hiện các chia. Chia xong là lấy phần dư nha. Tương tự như là định lý phải chia với dư. Chứ tương tự như thuật toán Euclid. Phải chia thật chuẩn, chia nhầm cái là bài này sai ngay. Cách làm của nó thì không vấn đề gì, nhưng mà vấn đề là đặt bút vào tính thì nó có đúng hay không. Chung cái này chỉ nên cho làm ở trên sinh thực, còn nếu như mà cho trong Z máy là chết giả, làm nhầm lẫn lung tung này. F chia cho G này, x mũ 4 này trừ x mũ 3 này, cộng 2x bình 2x trừ 2 này, chia cho x mũ 3 suýt chia hết. Bài này nó cho hơi đặc biệt. Thực hiện phép chia này như thế nào? Xin mời đồng chí vừa nãy là Đào Thị Liên gọi rồi, bây giờ Lê Thị Bích. Đó. Tính đi, chia đi. Hàng xóm nhau làm gì đấy? Nào chia nào, chia nào. Chia nào, chia nào. Chia được x đúng rồi, giỏi quá. Nhân ngược trở lại. X4 trừ x3 cộng x bình trừ x, rồi trừ đi, x bình trừ x bình cộng 2 cộng x, cộng x là sai nhé. À cộng 3 x ạ. Hai. Rồi, đây chính là phần dư. Đúng không? Như vậy là ước chung lớn nhất của F, X và G thì bằng ước chung lớn nhất của G và R1X. Đây, đây là R1. Còn đây là Q1. Đấy. Như vậy chúng ta lại phải tiếp tục lấy con x mũ 3 chia cho trừ x bình. Bây giờ lấy tiếp này. X mũ 3 trừ đi x bình cộng x trừ đi 1 chia cho trừ x mũ 2 cộng 3x trừ đi 2. Đấy là phải thực hiện theo chia tiếp. Thực hiện theo chia tiếp. Được x ạ. Sai, trừ x mới đúng. Cộng x mũ 3. Đúng rồi. Trừ 3 x bình. Trừ cộng 2. Rồi. Trừ đi. Không. Trừ cộng 2 x bình. Chính xác. Trừ x. Rồi, tiếp tục chia trừ này. 1. Rồi, chia đi. Trừ 2. Rồi, nhân ngược trở lại. Cộng 2 bình. Trừ 6 cộng 14 trừ đi. Được cộng 5 x. Trừ 6. Sai, trừ 5. Cái con gà. Đây là Q2 và đây là R2. Như vậy là tiếp tục ước chung lớn nhất giữa gx và r1x thì sẽ bằng ước chung lớn nhất giữa r1x và r2x. Như vậy quá trình lại tiếp tục. Ngã quá, sao xong rồi? Sao xong rồi? Bây giờ sẽ lấy là giữa cái con trừ x bình phương, đây lấy con này.
với lại con dưới này, cộng 3x trừ đi 2 với lại 5x trừ đi 5. Xin mời thực hiện nốt phép chia này là xong. Được. Trừ 1 phần 5x. Rồi, nhân lên. Nên được x bình. Trừ x bình. X bình. Trừ x bình. Cộng. Cộng x. Cộng x. Ừ, đúng rồi. Giỏi lắm. Được, 2x trừ 2. 2x trừ 2. 5 phần 2. 2 phần 5. À, được ạ. Được, 2x trừ 2. Hết. Thế rồi. Bảy ước số lớn nhất của nó bằng bao nhiêu? Trong trường hợp mà chia hết này thì ước chung lớn nhất chính là cái phần dư cuối cùng nhé. Phần dư cuối cùng chính là R2 đúng không? Như vậy trong trường hợp này là chia hết, kết quả bài này là chính là bằng 5 nhân x trừ 1. Phần dư cuối cùng ấy, trong trường hợp mà chia hết thì phần dư cuối cùng ở đây này. 5x trừ 1, bài toán được giải quyết xong. Thế mà cứ ước chung lớn nhất là 5x trừ 1 thì nó cũng lấy là x trừ 1 cũng được thôi, không có vấn đề gì cả. Sử dụng cái tính chất là ước chung lớn nhất của nó là fx thì nhân thêm với con k vào nó vẫn là ước chung lớn nhất. Bài toán được giải quyết xong. Đã giải xong. Ở đây chúng ta sẽ viết khác với lại trong bài. Trong bài người ta viết khác, trong bài người ta giải khác. Tất nhiên bài này nếu như bạn nào mà thạo nhìn tinh thì các bạn có thể làm bài này gọi là siêu tốc. Vì sao? Bởi vì chúng ta để ý kỹ nhá, cái này là tổng hệ số bằng 0 này. Đấy, con này cũng tổng hệ số bằng 0 này, chúng ta nó sẽ nhóm nhân tử chung lấy trừ 1 ra ngoài. Làm cho nó nhanh hơn tí. Đấy nhá, thầy đã nói mà. Đây là cách khác. Cách khác nhanh khủng khiếp luôn. Trời ơi sao nhanh vậy? Đấy là cách 1 xong nhá, bây giờ cách thứ 2 này. Tại sao lại làm nhanh thế nhỉ? Là xuất phát là nếu để ý kỹ là tổng hệ số bằng 0 cho nên là fx ta sẽ đặt x trừ 1 ra ngoài trong con x bình 2 đặt ra ngoài này, x trừ 1 con gx này x bình đặt ra ngoài này, trong con x trừ 1 à, ở trên là x mũ 3 sẽ đọc nhập x bình đặt ra ngoài này, còn đây là x trừ 1 đặt ra ngoài nhân 1 này. Như vậy cái con trên ấy, thì nó chính là 2 nó là x trừ 1 đóng vào ngoặc nhân với x mũ 3 cộng với 2, còn ở dưới thì là x trừ 1 nhân x bình cộng với 1. Đấy, cho nên là ước chung lớn nhất đây là tuyệt kỹ công phu đấy của fx với khi nó chung cái nhân tử này nó đưa ra ngoài x trừ 1 nhân với ước chung lớn nhất của x mũ 3 cộng với 2 với lại x bình cộng với 1. Hai cái này chúng ta sẽ tính chắc chắn là sẽ nhanh hơn cái vừa đấy. Chắc chắn là sẽ tính nhanh hơn vừa đấy. Đấy, thì lấy x mũ 3 mà chia cho x mũ 1 thì nó đơn giản. X mũ 3 cộng với 2 chia cho x bình cộng với 1. Chúng ta sẽ được là x nhân ngược trở lại là x mũ 3 cộng với x trừ đi thì kết quả là trừ x cộng với 2. Đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ suy ra được. Với cái phép chia này chúng ta sẽ suy ra là ước chung lớn nhất của cái thằng đằng sau nhé. X mũ 3 cộng với 2 x bình cộng với 1 thì chính là bằng ước chung lớn nhất của cái phần cái bé hơn với lại phần dư. Đấy. Sau lại tiếp một lần nữa lấy x bình cộng với 1 chia cho x trừ đi 2 à trừ x cộng 2 thì chúng ta sẽ được là âm x nhân ngược trở lại là x bình trừ 2x trừ đi thì kết quả là 2x cộng với 1 hạ xuống chia tiếp 2 cộng 1 chia được là âm 2 nhân ngược trở lại. Nhân ngược trở lại thì là 2 trừ đi 4 kết quả là bằng dương 5. Từ đây chúng ta suy ra là ước chung lớn nhất
của x bình cộng với 1 với lại trừ x cộng với 2 thì chính là bằng ước chung lớn nhất của trừ x cộng 2 với lại phần dư là 5. Đấy, cái con này bằng 5 bằng 1 đều được hết. Bằng 5 bằng 1 đều được hết. Đấy, như vậy chúng ta ghép vào đây, chúng ta sẽ ra đáp số, ghép cái phần trên đi. Ra đáp số. Ghép đây, ghép trên cùng. Đấy, x trừ 1 ra ngoài. Xong. Đấy, tuyệt kỹ số 2. Nếu như chúng ta nhìn thấy phân tích nhân tử chung thì tuyệt vời luôn. Thôi à, dạng bài này để ngày mai nhé. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ xét những cái việc là tính giá trị của biểu thức rồi sử dụng nghiệm của đa thức vân vân. Các em thân mến, như vậy bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong buổi ngày mai. Em những bài tập ở nhà tương tự, những cái bài tập ở trong cái tập tương tự các em phải tự giải. Xin mời các em nghỉ.